10, 9, 8, khởi động động cơ chính, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Phóng tàu con thoi Atlantis được phóng từ mặt đất lên vũ trụ với tốc độ hơn 16.000 km mỗi giờ. Tàu con thoi sứ mệnh 132 đang bay thẳng tới trạm vũ trụ quốc tế. Khi các động cơ phát sáng, con tàu giống như bị đá từ phía sau. Cú đẩy khổng lồ đã đưa con tàu nặng hơn 2.000 tấn này bay lên và lắc lư trên bầu trời. Tàu con thoi Atlantis sẽ bay chuyến cuối cùng trong mùa hè này. Đã 50 năm kể từ khi con người lần đầu tiên phóng tàu con thoi vào vũ trụ, bầu trời thay đổi rất nhanh. Xanh, xanh, xanh rồi đen. Sau đó con tàu đã ở trong vũ trụ, ngoài tầng không khí. Đột nhiên chúng ta thấy mình bay vòng quanh thế giới với vận tốc hơn 8 km mỗi giây. Chúng ta bắt đầu không còn ngồi được yên trên ghế mà bị xáo trộn ở mức trọng lực 3G. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn, động cơ ngừng hoạt động và mọi thứ trôi nổi trong khoang tàu. Chuyên gia của sứ mệnh là Pierre Sellers ngồi bên trái. Trong suốt 5 thập kỷ du hành vũ trụ, những thành tựu vĩ đại nhất mà chúng ta đạt được không phải ở trên vũ trụ mà ở dưới này. Đó là quả cầu quý giá duy trì sự sống của chúng ta. Đó là trái đất. Tôi nghĩ việc khám phá vũ trụ là vô cùng cần thiết đối với tương lai của loài người. Chúng ta sẽ có thể nhìn xuống trái đất và hiểu mọi thứ được kết nối với nhau như thế nào. Chúng ta bắt đầu hiểu được con người chúng ta tác động tới thế giới tự nhiên và tác động lẫn nhau như thế nào. Tôi nghĩ tương lai của vũ trụ sẽ vô cùng thú vị. Những cảm hứng vũ trụ, nó đã tạo cảm hứng cho một đứa trẻ 3 tuổi như tôi trở thành một nhà khoa học vũ trụ. Nếu chúng ta có thể tận dụng mọi hiểu biết thu được từ trong vũ trụ và khả năng tồn tại trong vũ trụ, thì mọi thứ trở nên rất đơn giản. Chúng ta phải tận dụng tối đa những kiến thức vũ trụ đó. Trạm vũ trụ quốc tế mất 90 phút để quay vòng quanh trái đất. Các nhà du hành vũ trụ trên đó có thể nhìn thấy mặt trời mọc và lặn hàng ngày 16 lần. Đẹp quá, nhìn kìa. Ở một trong những quỹ đạo đó, các nhà du hành vũ trụ có thể nhìn xuống mọi thứ trên hành tinh chúng ta. Từ điểm nhìn tuyệt vời này, họ cũng có thể bắt đầu quan sát và hiểu con người chúng ta đang biến đổi thế giới như thế nào. Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, chúng ta sẽ dõi theo quỹ đạo 90 phút của trạm vũ trụ quốc tế quanh hành tinh chúng ta và ngắm nhìn trái đất, nơi duy trì sự sống của chúng ta. Đó là thế giới đang dần thay đổi trong từng phút. Thế giới mà thường chỉ quan sát được qua con mắt của các nhà du hành vũ trụ. Du hành vũ trụ cùng tàu con thoi Atlantis, phần 1. Ở độ cao hơn 354 km phía trên trái đất, nhóm du hành của tàu con thoi sứ mệnh 132 đang chuẩn bị đáp lên trạm vũ trụ quốc tế. Đó là màn trình diễn ba lê độc đáo của con tàu vũ trụ nặng gần 2.500 tấn. Nhóm du hành trên tàu con thoi sẽ bắt đầu một hành trình độc đáo, cuối cùng sẽ đưa họ di chuyển quanh hành tinh của chúng ta gần như 200 lần. Nhưng mọi chuyến đi đều cần một điểm khởi hành. Các nhà du hành vũ trụ có thể nói cho chúng ta biết họ đang ở vị trí nào phía trên trái đất bằng cách nào. Điểm khởi nguồn cho tất cả các hành trình trên trái đất và thậm chí là trong quỹ đạo quanh hành tinh chúng ta là một đường cắt qua vùng ngoại ô phía đông của London. Đó là Greenwich, trung tâm lịch sử của ngành hàng hải nước Anh. Suốt nhiều thế kỷ qua, chúng ta bắt đầu từ nơi đây để kiếm tìm những thế giới mới và những khám phá mới. Thực tế, vào thế kỷ 19, nước Anh nổi tiếng với ngành du lịch toàn cầu đến nỗi mà Greenwich luôn được nêu tên khi nhắc tới điểm khởi đầu của thế giới. Điểm được đánh dấu trên mặt đất ở đài quan sát hoàng gia này được cho là nơi có kinh độ bằng 0 độ. Từ điểm này, người ta có thể đo được các đường kinh độ tỏa ra phân chia thế giới. The
Đài quan sát hoàng gia từng nổi tiếng với công nghệ hàng đầu và các phép đo ngôi sao, hành tinh và mặt trăng chính xác nhất. Thông tin đó rất quan trọng đối với các nhà hàng hải. Greenwich được Hiệp ước Quốc tế năm 1884 quyết định lựa chọn là nơi đặt đường kinh tuyến gốc vì các phép đo thiên văn học vô cùng chính xác. Cũng là vì nơi đây có sức mạnh hàng hải lớn. 2/3 tàu thuyền trên thế giới và tất cả hệ thống giao thông đều định vị dựa trên dữ liệu mà Đài quan sát hoàng gia ở Greenwich cung cấp. Và thời điểm đó, chúng ta có dịch vụ GPS khá hữu hiệu. Nhưng tổ tiên vận hành hàng hải của chúng ta có thể chưa bao giờ tưởng tượng tới những chuyến khám phá giúp định hình vũ trụ phía trên chúng ta. Di chuyển với tốc độ 8,5 km trên giây trên bầu trời, trạm vũ trụ quốc tế đã sẵn sàng bỏ lại vị trí không độ xa phía sau. Với con tàu Atlantis, nhóm 6 nhà du hành của chúng ta sẽ có thể ngắm nhìn một trong những vùng đất khắc nghiệt và dễ thay đổi nhất trên hành tinh. Ở vị trí 21 độ Tây là đảo Iceland. Iceland là nơi có mức độ tập trung núi lửa lớn nhất trên thế giới. Trong suốt 1.000 năm qua, 1/3 khối lượng dung nham chạm tới bề mặt trái đất đã nổi lên ở đây, tạo ra một hòn đảo không ngừng phát triển. Chỉ khi du hành trên vũ trụ, chúng ta mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của vạc địa chất này. Các phép đo vệ tinh đã hé lộ rằng Iceland và rìa Đại Tây Dương của vùng đất này đang dần dần đẩy cả Đại Tây Dương tách biệt. Với mỗi quỹ đạo của trạm vũ trụ quốc tế, Đại Tây Dương phát triển thêm 0,003 mm. Tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ phát triển của móng tay chúng ta. Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất là suốt hơn 50 năm qua, các vệ tinh đã mang lại cho chúng ta nhận thức rằng trái đất đang chuyển động như thế nào. Có thể sử dụng các vệ tinh từ vũ trụ để giám sát hành tinh chúng ta hay đo nhiệt độ của hành tinh chúng ta và hiểu thực trạng của nó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Chúng ta có thể hiểu càng nhiều về những khả năng, sức mạnh kiến tạo này và cách các núi lửa hay động đất được tạo ra như thế nào, thì chúng ta càng có thể cứu sự sống cho loài người. Chúng tôi là đội du hành vui vẻ. Loài người khao khát khám phá và tìm hiểu vũ trụ. Và thế giới của chúng ta là mục đích cơ bản nhất của trạm vũ trụ quốc tế. Đó là dự án độc nhất trong lịch sử loài người. 16 quốc gia đã hợp tác cùng nhau để tạo ra nó. Hơn 12 đơn vị đo được áp dụng cho các lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác nhau. Người ta cho rằng nếu chúng ta thực sự xây dựng một trạm vũ trụ để có thể tiến hành các thí nghiệm ngắn hạn và dài hạn, thì điều đó sẽ rất có lợi cho loài người. Vấn đề là nó vô cùng đắt đỏ. Để đưa được 1 kg vật thể vào trong quỹ đạo thấp của trái đất, chúng ta phải tốn tới $33,519. Vậy nên ý tưởng nảy sinh là tập hợp nhiều quốc gia để hợp tác cùng nhau, tạo ra một sản phẩm được rất nhiều người khác nhau sử dụng. Đó là khái niệm ẩn chứa đằng sau trạm vũ trụ quốc tế. Suốt 10 năm qua, trạm vũ trụ quốc tế đã phát triển lớn hơn bao giờ hết. Giờ đây nó có kích cỡ bằng một sân bóng đá. Thậm chí là từ khoảng cách hơn 300 km phía trên mặt đất, các nhà du hành trên trạm vũ trụ quốc tế không chỉ có thể ngắm nhìn những phát triển tự nhiên tuyệt vời của hành tinh chúng ta, mà còn cách chúng ta đang thay đổi thế giới như thế nào. Chỉ trong 15 phút tiếp theo, họ đã vượt qua Đại Tây Dương tới bờ biển Nam Mỹ. Rừng mưa nhiệt đới Amazon bao phủ hơn 607 triệu hecta. Đây không chỉ là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài động thực vật, mà còn là một trong những lá phổi của hành tinh chúng ta, hút khí CO2 trong không khí và nhả khí oxy. Khu rừng giúp cân bằng khí hậu và không khí trên hành tinh chúng ta. Nhưng một lần nữa, chỉ từ trên vũ trụ, chúng ta mới có thể hiểu được sự cân bằng đó thực sự mỏng manh như thế nào.
Tôi dành cả đời để nghiên cứu hệ thống khí hậu, cố gắng tái tạo lại và giám sát tốt hơn, cũng như tiến hành những thí nghiệm để hiểu nó hơn. Tôi thực sự cho rằng mình đã hiểu rất tốt về nó trước khi bay lên vũ trụ. Nhưng khi lên đó, điều thực sự khiến tôi ngạc nhiên là tầng không khí của chúng ta rất mỏng manh so với kích thước của trái đất. Thế giới chúng ta giống như một viên đá khổng lồ và có một lớp vỏ mỏng không khí như vỏ của củ hành bao quanh nó. Đó là khí hậu mà chúng ta cảm nhận được khi ra khỏi nhà. Nó rất mỏng và khối lượng nhỏ đến nỗi mà nó rất dễ bị tác động. Điều đó thực sự khắc sâu trong tôi. Từ quỹ đạo, chúng ta có thể thấy rõ một vết sẹo nhân tạo trên hành tinh của chúng ta. Nhưng khả năng nhìn xuống từ khoảng cách hàng trăm km phía trên cũng bắt đầu cho phép chúng ta làm chậm sự phá hủy đó lại. Các vệ tinh đang giám sát mọi ngóc ngách của lòng chảo Amazon. Dữ liệu vệ tinh đã hoàn toàn thay đổi cách chúng ta nhận thức về sự phá rừng, bởi vì nó cho phép chúng ta thấy được những gì đang thực sự diễn ra, quy mô và những tổn thất mà nó đang gây ra như thế nào. Điều tuyệt vời là ở Brazil, từ năm 1965, có một điều luật cấm con người phá hủy 80% rừng ở Amazonia. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ có công cụ nào cho tới thời gian gần đây để khiến điều luật đó có hiệu lực. Giờ đây họ có hai vệ tinh có tên gọi là Amazonas 1 và 2 bay trên vũ trụ và chụp những hình ảnh về Amazon. Các vệ tinh có thể nhìn thấy các địa chủ và phát hiện ra họ cũng như xác định vị trí của họ nếu họ thực sự phá rừng. Tỷ lệ phá rừng ở Amazon đã giảm đáng kể trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, cứ mỗi 90 phút trôi qua, ước tính có khoảng 180 hectare rừng mưa nhiệt đới Amazon biến mất. Nhưng thậm chí khi các nhà du hành vũ trụ bắt đầu nắm được khả năng biến đổi và thay đổi hành tinh chúng ta, thì họ cũng liên tục được nhắc nhở về sức mạnh của các thế lực phía trên chúng ta. Trong khoảng tối của trái đất, bề mặt luôn bập bùng với ánh sáng của các cơn bão điện. Chúng ta có thể nhìn thấy các tia chớp lớn diễn ra ngay bên dưới trái đất, và vài trong số những tia chớp này làm lóa sáng những tia chớp khác. Chúng ta sẽ nhìn thấy tia chớp và nó phát ra tiếng pow, và rồi pow, pow, pow. Nó giống những chuyến bộ hành suốt hàng trăm km, thực sự rất kỳ lạ. Ở vị trí chỉ vài độ phía tây của rừng Amazon là một trong những tâm bão kỳ lạ nhất trên hành tinh, đó là hồ Maracaibo ở Venezuela. Cứ khoảng 160 đêm mỗi năm, những đám mây cao tới hơn 4,8 km được hình thành trên hồ và các cung lửa phát ra sau và trước suốt 10 giờ đồng hồ liền. Chúng ta có thể nhìn thấy nguồn ánh sáng phát ra liên tục lâu nhất thế giới. Người ta cho rằng hiện tượng này là do sự kết hợp của đặc trưng thời tiết ở những vùng phía trước dãy Andes và khí ga metan bốc lên từ khu hồ bùn lầy. Những tia chớp lóe lên tới 40 lần mỗi phút và có thể được nhìn thấy từ khoảng cách hơn 402 km, thậm chí là cả từ trên quỹ đạo. Việc giám sát thời tiết của hành tinh chúng ta hoàn toàn được cách mạng hóa bởi nền công nghệ vũ trụ. Các vệ tinh tiếp tục giám sát các hệ thống thời tiết khắp hành tinh, ngay cả mức độ và cường độ của một cơn bão. Ôi Chúa ơi, anh thấy không? Chính công nghệ này đã cứu vô số mạng sống của loài người. Nếu nhìn lại quá khứ, trước khi các vệ tinh được phóng lên bầu trời và có khả năng quan sát các cơn bão, vùng Galveston của Mỹ vào năm 1900 đã bị một cơn bão không được cảnh báo trước đổ bộ, khiến 8.000 người chết.
Vào những năm 1970, Bangladesh cũng bị hàng loạt những cơn lốc xoáy đổ bộ, khiến hơn 300.000 người thiệt mạng. Giờ đây với vệ tinh, chúng ta có thể phát hiện dấu vết thực sự và khởi nguồn của những cơn bão và cả cách chúng di chuyển trên hành tinh chúng ta như thế nào với thời gian chính xác. Chúng ta thực sự có thể đưa ra những cảnh báo kịp thời cho cư dân trên vùng bão đổ bộ. Có khoảng 1.800 cơn bão diễn ra trên hành tinh dễ vỡ của chúng ta trong mỗi quỹ đạo 90 phút của trạm vũ trụ. Quay trở lại trạm vũ trụ quốc tế, các nhà du hành đang học cách sống và làm việc trong điều kiện trọng lực vô cùng nhỏ. Đặt đồng hồ của họ theo giờ chuẩn quốc tế GMT, họ làm việc thường ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những nhiệm vụ hàng ngày phát sinh từ những vấn đề vũ trụ riêng của họ. Những người lên vũ trụ lần đầu đều có vài ba ngày đầu bị mất các vật dụng, rất khó để kiểm soát các vật thể vì dường như chúng muốn tách xa khỏi chúng ta. Chỉ cần quay lưng lại một giây thôi là nó đã đi cách xa ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. May thay trong trạm có các cánh quạt hút mọi thứ về phía các bộ lọc. Vậy nên nếu mất thứ gì thì sau khoảng một ngày nó sẽ xuất hiện ở đó. Mike, nhớ là thiết bị bơm ở ngay phía sau anh đấy. Làm quen với việc sống trong điều kiện trọng lực rất nhỏ có thể rất khó khăn đối với các nhà du hành vũ trụ, đặc biệt là khi có tác động mạnh lên cơ thể họ. Khi các nhà du hành mới lên vũ trụ, họ thường cảm thấy khá ốm yếu vì tất cả các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể họ bắt đầu chuyển động. Lúc tôi đang ngồi đây, các cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi đang được trọng lực kéo xuống. Trong môi trường trọng lực rất nhỏ, mọi thứ được nâng lên một chút, bụng của chúng ta có thể bị dồn nén một chút, và thường thì các nhà du hành sẽ bị ốm. Tình trạng này sẽ kết thúc sau vài ngày, nhưng mới đầu họ sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng sống trên vũ trụ không chỉ bị thất lạc mọi thứ và gặp phải tình trạng khó tiêu, tình trạng phi trọng lượng cũng mang lại nhiều lợi ích thú vị. Đừng thử làm điều này ở nhà nhé. Các nhà du hành chơi các trò chơi trên vũ trụ rất thú vị. Họ trôi nổi vòng quanh và làm vài trò ảo thuật, làm các bong bóng nước hay những trò như thế. Điều đó rất thú vị và giúp họ cảm nhận được môi trường vũ trụ kỳ lạ và tuyệt vời như thế nào. Nhưng hầu hết thời gian ở trên đó, mỗi phút trôi qua đều rất quý giá. Ai đó đang trả nhiều tiền cho việc đó và bạn đang làm việc rất chăm chỉ. Gần như không ai có khả năng chi trả cho các cuộc du ngoạn vũ trụ. Chỉ một con tàu con thoi đã tốn ít nhất nửa tỷ đô la. Mỗi giọt nước, mỗi mẩu thức ăn được gửi lên từ trái đất đều sử dụng công nghệ hàng đầu. Nhưng điều đó chưa là gì so với những nỗ lực của chúng ta trên trái đất để tạo ra nguồn thức ăn đó ngay từ đầu, như chúng ta có thể thấy trong vài phút tiếp theo ở điểm đến tiếp theo. Texas. Texas có nhiều đất canh tác hơn bất kỳ bang nào ở Mỹ. Có khoảng 16 triệu gia súc tận hưởng vùng đất tuyệt vời này. Các trang trại nuôi gia súc lớn đến nỗi mà cách duy nhất để điều khiển lượng gia súc này là sử dụng máy bay trực thăng. Thực tế là chúng ta đã chăn nuôi gia súc theo kiểu này suốt hàng ngàn năm qua. Hầu hết các gia súc sẽ trở nên hung hăng hoặc đánh nhau tới chết nếu chúng ta điều khiển chúng từ một chiếc máy bay trực thăng. Giá cả mà họ chi trả cho việc chăn nuôi này là trong mỗi 90 phút con tàu hoàn thành một quỹ đạo quanh trái đất sẽ có khoảng 49.657 số lượng gia súc bị giết thịt. Nhưng nếu chúng ta nghĩ mức độ tiêu thụ nguồn thức ăn đó thật phi lý, thì chỉ cách đó khoảng 16 độ về phía Tây là nơi chúng ta có thể quan sát một mức độ hoàn toàn mới. Đó là thành phố Las Vegas. Las Vegas phá vỡ tất cả các luật lệ để xây dựng thành phố. Đây là thánh địa của cờ bạc và giải trí, nằm ngay giữa một hoang mạc trên con đường cụt. Cũng giống như trên trạm vũ trụ, mọi thứ phải được chuyển tới đây. Từng gam bột mì, từng chiếc bánh sô-cô-la và từng miếng thịt xông khói đều được vận chuyển tới đây.
Trong khi đó, trong mỗi 90 phút, Las Vegas sử dụng hết 69.437.500 lít nước. Lượng nước đó tương đương với 2.778 con tàu chở dầu có khớp nối. Với tất cả chi phí và nỗ lực nuôi sống thành phố, Las Vegas cũng là một trong những nơi có dân cư béo nhất ở Mỹ. Gần như 2/3 dân số Las Vegas bị thừa cân. Nhưng không chỉ vòng eo của thành phố tăng lên, mà dân số của nó cũng gần như tăng gấp đôi kể từ năm 1990. Đó cũng là xu hướng mà chúng ta đang nhìn thấy khắp thế giới. Quay trở lại trạm vũ trụ, ngạc nhiên thay, thức ăn ở đây được chuẩn bị theo thực đơn quốc tế. Tôi nghĩ là cùng một thứ. Ở đây không có hamburger, chỉ có các món Nga, tuyệt, tương cà chua. Thực đơn quốc tế trên trạm vũ trụ, chúng ta có món yakitori, có gà Nga và cơm. Tôi có món thịt lợn, Ôi, ngon quá. Đúng thế, đây là cách ăn trên vũ trụ. Các nhà du hành cần phải khỏe mạnh để chống lại các tác động của môi trường trọng lực rất nhỏ. Khi chúng ta đưa ai đó lên vũ trụ là môi trường khá khắc nghiệt bởi vì trọng lực cực nhỏ có nhiều tác động khác nhau lên cơ thể của mỗi người. Canxi trong xương chúng ta bắt đầu lọc ra ngoài vì xương của chúng ta không phải chịu tải trọng nào nữa. Điều đó khiến chúng ta mắc phải chứng loãng xương. Trên vũ trụ, quá trình đó xảy ra nhanh hơn nhiều. Để cố gắng tìm cách ngăn chặn điều đó, các nhà du hành vũ trụ phải tập thể dục và các bài luyện tập sức chịu đựng. Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của họ và sau đó chuyển các kinh nghiệm đó về trái đất. Các nhà du hành phải dành 2 giờ mỗi ngày tập luyện thể dục để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Trên vũ trụ, cơ thể chúng ta được đánh giá vô cùng quý giá. Nó mang lại cho chúng ta viễn cảnh toàn cầu về sức khỏe của chúng ta. Không chỉ là việc chúng ta tiêu thụ bao nhiêu, mà còn là những gì chúng ta thải ra. 8 phút tiếp theo trôi qua, và chúng ta đang lắc lư ngoài lãnh địa nước Mỹ về phía những hòn đảo của Hawaii. Cách bờ biển California hơn 4.000 km là Hawaii, nơi dân cư sống biệt lập nhất trên trái đất. Đây là nơi mặt trời ôm ấp bãi biển, sóng vỗ tuyệt đẹp, đời sống hoang dã kỳ lạ và những vùng đất núi lửa ấn tượng. Hàng ngàn du khách tới những bờ biển này hàng năm, nhưng họ không chỉ đến một mình. Khi chúng ta ném thứ gì đó đi, thì rất có thể đây là nơi thứ đó xuất hiện. Những dòng xoáy lớn tích tụ hàng tấn rác thải mà chúng ta thải ra biển tạo ra những bãi rác trôi nổi khổng lồ. Những bãi biển xinh đẹp của Hawaii nằm ngay bên bờ của một trong những bãi rác lớn đó. Trong đó, chất chết người nhất là nhựa. Nhựa dẻo chưa bao giờ phân hủy, vậy nên tất cả các hộp sữa chua, frisbee và bát đĩa nhựa vẫn còn ở nơi nào đó ngoài kia, bị sóng đánh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ hơn. Khi những mảnh vỡ đó đủ nhỏ, chúng tạo ra tác động tàn phá khác. Một trong những vấn đề là khi những phần tử nhựa dẻo siêu nhỏ này ngấm vào trong chuỗi thức ăn, chúng bắt chước các hormone và những hormone này có thể ảnh hưởng tới các chu kỳ sống. Chúng có thể biến một vài loài động vật có vỏ thành các loài lưỡng tính. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là chúng không thể tái sản xuất và có nghĩa là cả chu kỳ sống của một loài cụ thể nào đó có thể bị phá vỡ vĩnh viễn. Về mặt lâu dài, điều này có nghĩa là sự tuyệt chủng rộng lớn của một loài động thực vật biển nào đó. Cứ mỗi 90 phút trôi qua, chúng ta sản xuất 40.000 tấn nhựa dẻo khắp thế giới và kết cục của số lượng nhựa dẻo này là bị thải ra ngoài. Điều trớ trêu lớn nhất là tự nhiên có khả năng giải quyết các vấn đề rác thải của con người. Ngoài khơi bờ biển Hawaii, đại dương tràn ngập hàng tỷ tỷ những sinh vật kỳ lạ này.
Đó là loài Sepur, một loài động vật biển trong suốt. Đó là những sinh vật giống loài cá rất kỳ lạ. Thức ăn yêu thích của loài Sepur này là các loài thực vật phù du thích ăn carbon dioxide trong không khí của chúng ta. Loài Sepur này có thể là phương pháp bảo vệ hữu hiệu nhất của chúng ta chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu, một phương pháp bảo vệ mà bản thân tự nhiên đã tạo ra. Loài Sepur sẽ ăn thực vật phù du và chuyển hóa nó thành mảnh vụn, sau đó đào thải nó ra ngoài. Mảnh vụn đó sẽ chìm xuống đáy biển. Nó khóa carbon có trong thực vật phù du dưới đáy biển suốt hàng triệu năm. Nếu chúng ta so sánh với một rừng mưa nhiệt đới, một loài cây có thể có vòng đời kéo dài 100 đến 200 năm, thì sẽ thấy loài cây đó khóa carbon trong một giai đoạn ngắn hơn nhiều. Chúng ta đang đề cập tới hàng chục, hàng trăm năm, chứ không phải là hàng triệu năm. Quay trở lại quỹ đạo, các nhà du hành vũ trụ liên tục được nhắc nhở về những nỗ lực của chúng ta để bảo vệ và duy trì sự dồi dào của sự sống. Trong bóng đêm, họ sẽ được chứng kiến một minh họa đáng kinh ngạc về vấn đề này. Nguồn ánh sáng phía Bắc và Nam lóe lên quanh các cực. Hành tinh của chúng ta đang phải gánh chịu cuộc oanh tạc liên miên từ chất plasma được nạp năng lượng cao thoát ra từ bề mặt mặt trời. Nhưng chúng ta được bảo vệ khỏi gió năng lượng mặt trời nhờ trường từ tính trải rộng từ các cực của hành tinh, bao bọc hành tinh trong màng bong bóng bảo vệ. Không có màng bảo vệ này, trái đất sẽ bị lượng phóng xạ làm nổ tung. Hình ảnh lập lòe của nguồn ánh sáng phía Bắc và Nam là các rìa của trường từ tính bảo vệ đang hoạt động này. Chào buổi sáng, Atlanta. Gửi lời chào đặc biệt tới anh ngày hôm nay, PS. Xin chào tất cả mọi người dưới hành tinh chúng ta. Chúng tôi đã thức dậy và sẵn sàng cho một ngày mới. Cùng với một nhà du hành mới, tàu con thoi sứ mệnh 132 đã đưa hàng chục thí nghiệm mới tới trạm vũ trụ quốc tế. May thay tôi không biết trong những chiếc ống này có gì. Anh biết đúng không, PS? PS, anh có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra không? Đó có phải là một loại vaccine không? Có lẽ nó là một loại vaccine. Trong này có nhiều loài vi khuẩn như loài gây nhiễm khuẩn tụ cầu hay những loại tương tự như vậy, và chúng tôi phát triển chúng trong một con giun. Chúng tôi cho chúng tiếp xúc với môi trường vũ trụ, và những con bọ đó sẽ trở nên độc hại hơn khi ở càng lâu trong môi trường vũ trụ. Sau đó chúng tôi đưa chúng quay về trái đất và dùng chúng để phát triển các loại vaccine tốt hơn trên trái đất. Trong chương trình giải mã kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình theo quỹ đạo vòng quanh trái đất từ trên trạm vũ trụ quốc tế để chứng kiến tự nhiên liên tục định hình lại thế giới của chúng ta như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem. Du hành vũ trụ cùng tàu con thoi Atlantis, phần cuối. Một trong những lợi thế lớn nhất khi làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế là môi trường trọng lực cực nhỏ. Trong môi trường này, con người đang tạo ra các cấu trúc 3D khá phức tạp. Những cấu trúc này có thể hỗ trợ thử nghiệm các loại thuốc trong tương lai. Nó có tiềm năng cứu các bệnh nhân AIDS hoặc ung thư nhanh hơn nhờ các loại protein được tạo ra trên trạm vũ trụ quốc tế. Bản thân trạm vũ trụ là minh chứng cho nhiều thế kỷ tạo ra các đột phá trong khoa học và công nghệ. Quay trở về trái đất, công nghệ cũng thay đổi chính cách sống của chúng ta. Chúng ta đã đi được hơn nửa vòng thế giới. Điểm dừng chân tiếp theo là Nam Hàn Quốc. Nam Hàn là một trong những thủ phủ công nghệ của thế giới. Vào những năm 1960, đất nước này chỉ giàu có ngang tầm với đất nước Afghanistan. Hiện nay đây là đất nước giàu thứ 13 thế giới. Chìa khóa của sự giàu có này là con chip silicon. Người Hàn Quốc dẫn đầu trong thiết kế và sản xuất mọi loại hàng điện tử. Nỗi ám ảnh với công nghệ đang thay đổi cách sống của người dân Nam Hàn. Những con đường Seoul chứa đầy các cửa hàng PC hay các quán cà phê, nơi giới trẻ tụ tập để trải nghiệm thế giới ảo. Whilst
Trong khi ở hầu hết các nước khác, các sân vận động tụ tập đông đúc người xem bóng đá hoặc quần vợt, thì ở Nam Hàn Quốc, các trò chơi điện tử là môn thể thao có số lượng khán giả lớn. Người Hàn Quốc là những người tiên phong. Trong thời gian trạm vũ trụ hoàn thành một quỹ đạo, chúng ta sẽ tiêu hết 12 triệu đô cho các trò chơi điện tử. Sự biến đổi của Nam Hàn Quốc có thể rất ngoạn mục, nhưng nó chỉ là một con cá nhỏ trong thế giới so với quốc gia láng giềng rộng lớn của nó là Trung Quốc. Chỉ cách đây 50 năm, nền kinh tế của quốc gia này phụ thuộc chủ yếu vào canh tác nông nghiệp. Tuổi thọ trung bình của người dân chỉ hơn 40 tuổi, mức lương trung bình chỉ 20 đô. Ngày nay Trung Quốc là quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới. Hơn 1/4 vật dụng sử dụng trên trái đất được sản xuất ở Trung Quốc. Sự giàu có của đất nước này đã tăng lên gần như gấp trăm lần. Tất cả những gì chúng ta biết về cách tăng cường các nguồn tài nguyên của thế giới và biến chúng thành sự giàu có đều đang được áp dụng tại đây với phạm vi đáng chú ý và tốc độ khủng khiếp. Tuy nhiên, sự biến đổi kinh tế của Trung Quốc đã phải trả giá. Đất nước này cần nguồn năng lượng vô hạn để thỏa mãn nhu cầu của thế giới cho các sản phẩm và dịch vụ của nó. Khi đất nước xây dựng ngày càng nhiều nhà máy và các trạm năng lượng, họ cũng trở thành đất nước bị ô nhiễm môi trường lớn nhất thế giới. Các khu vực rộng lớn của đất nước tiếp tục bị bao phủ trong lớp không khí ô nhiễm, có thể nhìn thấy, thậm chí là từ trong vũ trụ. Phía trên Trung Quốc, chúng ta có thể thấy những màn khí màu nâu cam lớn. Đó là lớp ô nhiễm bao phủ các thành phố lớn. Lớp ô nhiễm dày đặc đến nỗi mà đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy thành phố phía dưới. Chúng ta không thấy lớp ô nhiễm ở các thành phố của Mỹ và châu Âu. Vậy là 40 năm không khí sạch đã thực sự có tác dụng. Tầng không khí bên trên các thành phố của người Mỹ và người châu Âu khá trong lành. Nếu có một đất nước hiểu được những tình huống khó xử của con người trong cương vị quản lý hành tinh, thì đó là Trung Quốc. Trung Quốc đang ở trong tình huống khó xử lớn đó. Họ hoàn toàn hiểu về biến đổi khí hậu. Họ có các vệ tinh riêng để hiểu rằng nó đang ảnh hưởng tới đất nước họ như thế nào, nhưng họ cần năng lượng. Họ đang cố gắng xây dựng một danh mục vốn đầu tư để giải quyết nhu cầu năng lượng. Họ muốn phát ra mọi năng lượng của mình từ các nguồn năng lượng sạch như gió, năng lượng mặt trời, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Các nhà máy năng lượng than đốt lớn của Trung Quốc chắc chắn không ngừng hoạt động vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai gần. Chúng đốt cháy khoảng 600.000 tấn than trong mỗi 90 phút trạm vũ trụ quay quanh quỹ đạo trái đất. Trong quỹ đạo, các nhà du hành của chúng ta đang hít thở nguồn không khí trong sạch nhất, dù cho họ đi qua tầng không khí kỳ lạ nhất ở bất kỳ nơi nào trên trái đất hoặc ngoài trái đất. Những chuyển động trong không gian khá cần thiết để hoàn thành trạm vũ trụ quốc tế và những bộ quần áo trị giá 30 triệu đô mà các nhà du hành vũ trụ được mặc phải giúp các nhà du hành có đủ điều kiện môi trường như khi ở trên mặt đất. Nhưng ở trên đó, môi trường của họ bị thay đổi theo vài cách rất kỳ lạ. Tốt, thêm một chút nữa. Về phía trước chút nữa, cao lên. Để làm việc dễ dàng hơn, chúng tôi phải giảm áp lực bên trong bộ đồ tới 1/3 mực nước biển. Thường thì chúng ta không thể thở được ở mức độ 1/3 mực nước biển. Chúng ta sẽ chết. Nhưng bộ quần áo này có khí oxy tinh khiết và áp lực rất nhỏ ở mức độ 1/3 mực nước biển. Khi thở, chúng ta ít khi cảm nhận thấy khí ga đi vào và ra khỏi cơ thể. Nhưng chúng ta lại sống được. Điều đó thật kỳ diệu. Nó hoạt động rất hoàn hảo. Thực tế, chúng ta cảm thấy tốt vì chúng ta đang được thở khí oxy tinh khiết. Nhưng áp lực 1/3 mực nước biển cho phép chúng ta gập ngón tay, cánh tay và cả chân dễ hơn nhiều nếu bộ quần áo được thổi căng lên như một quả bóng. Gần như nửa ngày để mặc bộ quần áo vào người và sẵn sàng. Thực tế, ra khỏi trạm vũ trụ quốc tế là quá trình rất vụng về. Cùng với việc cung cấp không khí, những bộ quần áo vũ trụ của các nhà du hành cũng mang theo một nguồn cung thiết yếu khác đối với con người, đó là nước. Trong quỹ đạo, nguồn nước quý giá này được thu thập rất cẩn thận.
Nước sạch được tái chế từ nước tiểu riêng của các nhà du hành. Một sự tương phản khắc nghiệt từ cảnh mà chúng ta sẽ nhìn thấy cách 354 km phía dưới điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta, Chodapunji ở Bắc Ấn Độ. Chodapunji là vùng đất ẩm ướt nhất hành tinh. Nó nằm trên những ngọn đồi phía trên các đồng bằng của Bangladesh. Vùng đất cao này là khó khăn đầu tiên trong lộ trình của những cơn bão gió mùa quét từ vịnh Bengal vào. Những đám mây mưa tích tụ cách mặt đất hàng ngàn km đột nhiên giải phóng xuống ngôi làng nhỏ này. Lượng mưa ở đây có thể đo được hơn 12 mét mỗi năm. Nó có thể mưa quanh năm liền. Vài người dân địa phương khẳng định rằng trời từng mưa không ngớt suốt 2 năm trời. Dù trời có đang mưa ở Chodapunji hay không, thì hiện tại chắc chắn sẽ mưa ở nơi nào đó trên thế giới. Trong mỗi 90 phút, 89,1 tỷ tỷ lít nước sạch sẽ rơi xuống hành tinh dưới dạng những cơn mưa. Khi trạm vũ trụ quốc tế di chuyển quanh quỹ đạo, các nhà du hành sẽ băng qua một quang cảnh rất khác biệt. Đó là vết sẹo lớn trên hành tinh chúng ta, như cái chúng ta đã từng thấy ở Amazon. Đó là biển Aral ở Kazakhstan. Cách đây 50 năm, Yuri Gagarin trở thành nhà du hành đầu tiên lên vũ trụ, đi từ Baikonur ở Kazakhstan. Vào thời điểm đó, Kazakhstan là quê hương của một kỳ quan thế giới. Đó là biển Aral, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất hành tinh. Nhưng chỉ trong vòng 5 thập kỷ, chúng ta đã khiến khu hồ cạn nước. Một sự biến đổi được các vệ tinh trên vũ trụ chụp lại. Các hình ảnh vệ tinh tạo ra từ trạm vũ trụ hoàn toàn mang tính hình tượng, vì chúng thực sự cho thấy phạm vi tàn phá ở dưới trái đất. Nếu chúng ta quan sát những hình ảnh gần đây nhất và những hình ảnh từ những năm 1970 của biển Aral, khi còn là một khu hồ lớn, thì chúng ta sẽ khó phát hiện ra khu hồ lớn đó ngày nay. Những loại hình ảnh đó thực sự cho thấy phạm vi tác động của con người tới môi trường với quy mô lớn. Biển Aral đã rút lại tới gần 90% từ những năm 1960. Nước hồ rút ra hai dòng sông lớn đổ ra biển để phục vụ cho việc canh tác lúa và cây bông. Khi mực nước biển dần giảm xuống, những con thuyền lớn bị mắc kẹt lại trên các đồn cát. Tôi đã nhìn thấy biển Aral mỗi khi bay. Nó giống như một tàn tích bị rút lại của khu hồ nguyên sơ. Một dự án lớn đã rút hết nguồn nước trong hồ. Và tôi nghĩ hiện tại người ta đang có động thái cố gắng mang nguồn nước trở lại. Nhưng giờ đây khu hồ không được xinh đẹp như trước. Ngày nay biển Aral là khu vực thảm họa môi trường. Một đám xoáy bụi và muối bị ô nhiễm các chất hóa học nông nghiệp độc hại. Khắp hành tinh, chúng ta đang thay đổi lãnh thổ của mình để đáp ứng những nguồn cung lớn hơn về nước sạch. Mỗi lần trạm vũ trụ quốc tế di chuyển vòng quanh trái đất, 34 km vuông lãnh thổ nào đó trên trái đất sẽ biến thành hoang mạc. Quay trở lại vũ trụ, các nhà du hành đang bắt đầu công việc của họ bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế. Việc di chuyển trong không gian của họ liên quan tới các sửa chữa và cài đặt các thiết bị mới. Piers Seller đã di chuyển ngoài con tàu vũ trụ tổng cộng 6 lần. Tôi còn nhớ rõ từng phút trong những lần tôi di chuyển ra ngoài. Nó in đậm trong trí nhớ của tôi. Lần đầu ra khỏi con tàu vũ trụ, tôi là người đầu tiên ra khỏi cửa tàu. Tôi đã mở cửa và tôi thấy mình đang ở phía trên trái đất rộng lớn, tỏa sáng và xoay tròn bên cạnh tôi, và con tàu vũ trụ lớn màu bạc phía trên tôi.
Tôi bám vào tay vịt và trong chốc lát tôi cảm thấy mọi thứ đảo ngược và xoay vòng. Tôi bị chóng mặt khoảng 30 giây liền. Lúc đó tôi không thể nhận ra mình đang ở đâu hay định hướng bất kỳ thứ gì. Tôi nghĩ đó là vì mình bị quá tải khi nhìn thấy tất cả các loại chất liệu sáng này, cả trái đất, ánh sáng, mặt trời trong bầu trời đen và cả con tàu vũ trụ lớn phía trên mình. Tất cả khiến tôi mất phương hướng. Sau khoảng 30 giây, mọi thứ trở nên rất tuyệt và tôi không bao giờ bị chóng mặt như thế nữa. Các nhà du hành sẽ làm việc 8 tiếng liên tục phía ngoài con tàu. Ngoài vũ trụ là thế giới kỳ lạ và đáng sợ. Những âm thanh trong vũ trụ. Thật kỳ lạ khi chúng ta dùng búa hay một dụng cụ kim loại đóng vào thứ gì đó thì lại không nghe thấy âm thanh nào. Âm thanh dường như không truyền trong môi trường chân không. Vì thế khi ở ngoài con tàu, chúng ta có thể va vào thứ gì đó mà không có âm thanh phát ra. Tuy nhiên nếu ai đó đi ra và va vào bộ quần áo vũ trụ hay đâm vào mũ bảo hiểm của chúng ta thì có thể nghe thấy âm thanh đó vì nó dẫn qua người chúng ta. Chúng ta thực sự có thể nói chuyện cùng nhau. Nếu thiết bị thu thanh không hoạt động, chúng ta có thể ghé các mũ bảo hiểm cạnh nhau và nói qua đó, giống như những đoạn hội thoại mật. Đây là USS Nimitz, một trong những con tàu chiến lớn nhất thế giới. Nó được ví với thành phố Las Vegas nổi. Con tàu cao 23 tầng với 90 máy bay phản lực và trực thăng. Để những máy bay này hoạt động, một cỗ máy lớn được vận hành. Bản thân con tàu là một thành phố nổi với hơn 5.000 cư dân. Nhưng khi họ đi qua những vùng biển dịu êm của Vịnh Ả Rập, phần lớn nhân viên trên tàu hiếm khi được nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Buồng điều khiển quá nguy hiểm, vì thế những người không liên quan sẽ sống hàng tháng trời ở phía đầu tàu, bên trong các khoang của con tàu thép khổng lồ này với rất ít ánh sáng mặt trời. Con tàu độc đáo này là đỉnh cao sức mạnh quân sự. Nhưng để có được một cỗ máy bền bỉ nhất thì chi phí không hề rẻ. Trong suốt khoảng thời gian trạm vũ trụ quốc tế hoàn thành quỹ đạo quanh trái đất, các chính phủ khắp thế giới sẽ tiêu hết 257 triệu đô cho vũ khí và chiến tranh. Chúng ta đã đi được 2/3 quãng đường vòng quanh thế giới, từ câu chuyện phá hủy tới câu chuyện sáng tạo. Điểm dừng tiếp theo là Ethiopia. Đây là thung lũng tách giãn ở Ethiopia. Người ta tin rằng con người hiện đại có nguồn gốc từ khu vực này cách đây 160.000 năm. Những hóa thạch cổ xưa nhất về con người đã được tìm thấy trong khu vực này và minh chứng về gen từ con người hiện đại trên thế giới cũng cho thấy nguồn gốc châu Phi của chúng ta. Sở dĩ người ta cho rằng loài người lần đầu tiên xuất hiện ở đây là vì cũng giống như điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta ở Iceland, đây là vùng đất của những thay đổi rất lớn. Lý do đới tách giãn châu Phi trở nên khá hấp dẫn đối với sự tiến hóa của con người liên quan tới tính không ổn định địa chất của đới tách giãn dưới vai trò là một cấu trúc địa chất. Đây là vùng đất năng động và dễ thay đổi với các trận động đất, đứt đoạn và hoạt động núi lửa. Dường như đây là một nơi nguy hiểm. Thực tế, các quá trình địa chất đó tạo ra những vùng đất rất hấp dẫn cho sự tiến hóa và định cư của loài người. Chúng ta thực sự là sản phẩm sáng tạo của một hành tinh không ổn định về mặt địa chất mà chúng ta đang sống trên đó. Geologically unstable planet on which we live.
Nếu chúng ta sống sót trên hành tinh của mình, thì dường như chúng ta sẽ phải được chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn và tính không ổn định của trái đất. Thực sự, xưa kia, con người đều là dân du cư. Hầu hết các vấn đề xuất phát từ việc định cư và cố gắng sinh tồn vĩnh viễn trên cùng một địa điểm của các cộng đồng dân cư lớn. Về mặt các khu vực dân cư thì nhiều khu vực mà hiện tại rất quan trọng sẽ bị nhấn chìm khi mực nước biển dâng lên. Vài khu dân cư sẽ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và chúng sẽ trở nên ít thu hút hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải học từ quá khứ và chắc chắn sẽ phải chuẩn bị đáp trả lại những thách thức trong tương lai. Chúng ta phải được chuẩn bị để di chuyển. Để đời sống con người ngày càng thịnh vượng, dường như chúng ta sẽ phải học cách thích ứng. Cách chúng ta ăn, uống, làm việc và nơi chúng ta sống cần phải thay đổi lâu dài nếu chúng ta muốn duy trì một cộng đồng dân cư phát triển. Trên hết, với mỗi quỹ đạo của Trạm Vũ trụ Quốc tế, 23.019 trẻ em ra đời trên hành tinh chúng ta. Chúng ta gần như đã hoàn thành quỹ đạo quanh trái đất. Từ điểm quan sát lợi thế phía trên, chúng ta đã được chứng kiến tự nhiên liên tục định hình lại thế giới của chúng ta như thế nào. Cứ mỗi 90 phút, Đại Tây Dương lại to hơn một chút. Những cơn bão lớn và những đám mây mưa xuất hiện khắp các lục địa. Các đại dương của chúng ta tràn ngập sự sống. Chúng ta có thể thấy loài người đã thay đổi lãnh thổ này như thế nào và thường là theo chiều hướng xấu hơn. Những rừng mưa nhiệt đới quý giá của chúng ta ngày càng trở nên nhỏ hơn. Ô nhiễm bao phủ các thành phố của chúng ta, rác thải lấp đầy các đại dương và bãi biển của chúng ta. Và dường như chúng ta được quyết định là sẽ tiêu thụ nhiều hơn bao giờ hết. Có lẽ chúng ta có thể học được một bài học từ điểm dừng cuối cùng trong hành trình này. Đó là Thụy Điển. Thụy Điển là đất nước lớn thứ ba ở Liên minh châu Âu, nhưng chỉ có dân số hơn 9 triệu người, nhiều hơn dân cư của thành phố London 2 triệu. Thụy Điển là đất nước lớn thứ ba ở Liên minh châu Âu, nhưng chỉ có dân số hơn 9 triệu người, nhiều hơn dân cư của thành phố London 2 triệu. Đây là một trong những đất nước bền vững, thịnh vượng và khỏe mạnh nhất thế giới. Đặc biệt, đây là đất nước làm từ thiện nhiều nhất. Tôi nghĩ Thụy Điển là một ví dụ cực kỳ quan trọng. Liên Hiệp Quốc đã đề nghị các nước giàu có của thế giới nên dành 3/4 của 1% những gì họ kiếm được hàng năm để giúp phần còn lại của thế giới phát triển. Thụy Điển đã hiểu điều này và nói, chúng tôi có thể làm hơn thế nữa. Chúng tôi rất giàu có và rất may mắn. Chúng tôi có thể làm tốt hơn. Hãy tưởng tượng nếu mọi đất nước trên thế giới đều quyết định có thể trích ra hơn 1% những gì họ kiếm được để giúp đỡ người khác như đất nước này. Hãy tưởng tượng hàng tỷ tỷ đô la được quyên góp để giúp đỡ hàng tỷ người trên thế giới thoát khỏi nghèo đói và mang lại cho họ những quyền lợi về thức ăn, nước sạch và giáo dục như chúng ta được hưởng. Cứ mỗi 90 phút, người dân Thụy Điển chi nửa triệu bảng Anh cho việc từ thiện. Tôi tin chắc rằng loài người cuối cùng sẽ biết cách chăm sóc hành tinh của chúng ta tốt hơn. Tôi nghĩ nếu hỏi từng cá nhân, họ sẽ nói tới môi trường và họ muốn biết phải làm gì. Các công ty cũng thế. Họ muốn đặt ra một luật lệ khá công bằng mà mọi người đều phải tuân thủ. Tôi khá lạc quan rằng cuối cùng chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của nó và mọi người sẽ tham gia cùng chương trình. Everyone will get on board with the program.
Chúng ta đã hoàn thành quỹ đạo quanh trái đất và quay trở lại vùng trời Greenwich và đường kinh tuyến gốc. Ở khoảng cách 354 km phía trên trái đất, nhóm du hành từ tàu con thoi Atlantis chuẩn bị quay trở về trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tàu Atlantis rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế. Chúng tôi sẽ đóng cửa tàu sớm. Chúng tôi đang chuẩn bị khởi hành với một chút buồn vương vấn, nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại trên trái đất. Tàu con thoi Atlantis khởi hành. Tàu con thoi cách trạm vũ trụ quốc tế hơn 154 mét. Hầu hết thời gian trên sứ mệnh tàu con thoi, chúng tôi đều sẵn sàng về nhà và rất mệt. Chúng tôi mất một ngày trong quỹ đạo, trong khi họ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho con tàu tiếp đất. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng tôi thư giãn, nghỉ ngơi và ngắm nhìn ra cửa sổ, tận hưởng trải nghiệm vũ trụ lần cuối cùng. Tàu con thoi Atlantis đã di chuyển 7.724.851 km trong hành trình 12 ngày tới trạm vũ trụ quốc tế. Nó bắt đầu giảm độ cao xuống trái đất. Tàu con thoi Atlantis đang bay những phút cuối cùng. Sao chép, một ngày thật đẹp trời. Atlantis đang đến, không có thay đổi nào về gió hay thời tiết. Ngồi trên buồng điều khiển của tàu con thoi trong suốt thời gian hạ cánh thật tuyệt vời. Tôi rất đề cao trải nghiệm đó. Đầu tiên, chúng ta đi vào tầng không khí và phía ngoài con tàu vũ trụ bắt đầu rất nóng. Các tia plasma đỏ chạy qua cửa sổ, thực sự rất khác thường. Chúng ta bay qua Thái Bình Dương và nhìn thấy mặt trời mọc trên thế giới qua tia plasma đỏ đó. Thật tuyệt vời. Giống như chúng ta đang được tận hưởng vài điều tuyệt vời xảy đến cùng lúc. Chúng ta đi xuống rất nhanh và kết thúc ở độ cao tương đối thấp, khoảng gần 61 km phía trên thế giới, chỉ cao hơn tầm bay của máy bay dân dụng 5 hay 6 lần. Nhưng chúng ta đang di chuyển ở mức độ siêu nhanh, gấp 20 lần so với tốc độ của âm thanh. Mọi thứ đang khuấy động, tất cả những đám mây xuất hiện phía dưới chúng ta. Chúng ta đang di chuyển cực kỳ nhanh. Tàu con thoi Atlantis đang di chuyển với tốc độ hơn 626 km/h trở về trung tâm vũ trụ Kennedy. Con tàu dùng không khí làm phanh hãm và cuối cùng vọt ra dưới tốc độ âm thanh phía trên trung tâm vũ trụ Kennedy. Tàu hạ cánh lao nghiêng xuống mặt đất với một góc 30 độ. Lấy lại cân bằng ở phút cuối và chạm xuống đường băng. Chúng ta hạ cánh tại nơi cách điểm cất cánh hơn 4,8 km. Đó là một kế hoạch rất tốt. Chúng ta để lại mọi thứ ở đó. Tàu con thoi Atlantis trở về trung tâm vũ trụ Kennedy lần cuối cùng. Nó đã được vận hành trong suốt 25 năm với 32 chuyến bay và đã di chuyển hơn 193 triệu km. Di sản của Atlantis giờ đây được viết vào sử sách. Chúng tôi rất hạnh phúc khi trở về nhà và tận hưởng thời gian bên gia đình. Cảm ơn. Việc khám phá vũ trụ rất quan trọng. Nó quan trọng ở mọi loại mức độ. Quan trọng hơn nữa, tương lai của chúng ta sẽ là du lịch vũ trụ. Về phương diện nào đó, tất cả chúng ta đều rất hào hứng về tương lai và về những gì chúng ta sẽ được học, nhìn thấy và những nơi chúng ta sẽ đến. Khi con người lần đầu tiên vào vũ trụ, một trong những bức ảnh hình tượng nhất được chụp lại là hình ảnh về trái đất. Ngắm nhìn trái đất tách biệt trong vũ trụ giúp chúng ta phát triển nhiều viễn cảnh. Chúng ta biết trái đất không bất diệt. Nó nằm đó và dễ tổn thương. Chúng ta cần phải chăm sóc nó. Chỉ trong vòng 50 năm trở lại đây, chúng ta mới có thể ngắm nhìn toàn bộ trái đất và tất cả mọi tính chất liên kết, bao gồm bản thân chúng ta và tự nhiên. Vũ trụ không chỉ cần thiết cho tâm hồn của loài người, mà còn cần thiết cho những tiến triển của chúng ta trong tương lai. Nó chỉ là một hành tinh nhỏ với 7 tỷ dân cư sinh sống, cùng với tất cả những vấn đề và các cuộc tranh luận của con người. Nhưng đây là nơi duy nhất. Nó khuyến khích con người chúng ta nghĩ tới các biện pháp giải quyết các vấn đề giữa con người và cách giải quyết những vấn đề đó. Khoa học vũ trụ cho phép chúng ta giám sát và hiểu được những tác động của chúng ta tới thế giới.
Du hành trong quỹ đạo vòng quanh trái đất mang lại cho chúng ta viễn cảnh mới tuyệt vời về hành tinh phía dưới. Quỹ đạo riêng của chúng ta đã mang lại cho chúng ta câu chuyện về hành tinh ngày nay, sức khỏe của bản thân chúng ta và cả trái đất trong tương lai có lẽ sẽ phụ thuộc vào khả năng nhìn nhận hành tinh chúng ta như khi chúng ta nhìn nhận nó từ trên vũ trụ. Trái đất chỉ là một hành tinh xanh, sáng và dễ vỡ.